Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và trong mấy ngày gần đây thì chúng ta đã có những cái thông tin rất là vui dành cho thị trường iPhone tại Việt Nam. Và một trong những cái tin vui đó là Apple họ đã đưa Việt Nam vào trong nhóm những cái thị trường tăng trưởng rất là tốt những cái sản phẩm của Apple. Và với những cái thông tin như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích thử xem là tương lai của những cái sản phẩm Apple tại thị trường Việt Nam sẽ như thế nào, và người dùng sẽ được hưởng lợi gì từ những cái chính sách của Apple khi mà họ quan tâm nhiều hơn tới tại thị trường Việt Nam nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và cách đây khoảng 4 ngày thì tại cái đại hội cổ đông của Apple thì sẽ có 4 cái thị trường tăng trưởng rất là tốt và Apple họ có nhắc đến, chính là Indonesia nè, Việt Nam nè, Brazil nè và có cả Ấn Độ. Thì đã rất là lâu rồi cái tên Việt Nam mới nằm trong cái top những cái thị trường tăng trưởng tốt của Apple tính tới thời điểm hiện tại, và đặc biệt là từ năm 2020 thì Apple họ cho những cái nhà bán lẻ có cái chương trình là đối tác ủy quyền của Apple. Rồi đến năm 2021 thì mặc dù là dịch Covid rất là căng thẳng, tuy nhiên thì những cái chiếc iPhone và đặc biệt là thị trường iPhone ở Việt Nam đang tăng trưởng cực kỳ là tốt. Và đặc biệt là năm 2022 thì chúng ta sẽ đón những cái sản phẩm mới nữa. Và cái tín hiệu này của Apple tới thời điểm hiện tại thì gần như cho chúng ta thấy là hãng cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn tại thị trường Việt Nam. Tại vì các bạn có thể thấy ở Việt Nam chúng ta mọi người dùng iPhone cực kỳ là nhiều, nhưng tất cả những cái báo cáo cuối năm về thị trường smartphone ở Việt Nam thì những cái hãng khác họ đều dẫn đầu, và iPhone gần như là chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ ở tại thị trường Việt Nam. Tại vì lúc trước ở Việt Nam chúng ta thì iPhone sẽ được mua theo những cái dạng chủ yếu như là máy xách tay nè, rồi là máy cũ, và những cái chiếc máy kiểu như thế này thì sẽ không có nằm trong cái danh sách buôn bán của Apple đó, kiểu như thế. Tuy nhiên thì 3 năm trở lại đây thì rất là nhiều những cái nhà bán lẻ ở tại Việt Nam đã chuyển sang chương trình là Apple AAR, có nghĩa là đối tác ủy quyền của Apple bán những cái sản phẩm chính hãng VNA cực kỳ là nhiều. Các bạn có thể tham khảo ở trên Google, rất là nhiều những cái cửa hàng từ hàng xách tay bây giờ họ cũng đã dần chuyển bán qua hàng VNA hết. Và nhờ đó thì những cái báo cáo về chỉ số tăng trưởng của Apple trong vòng 2 năm nay thì nó tăng trưởng lên đến tận là 2 con số. Tại vì bây giờ người Việt Nam đa phần họ sẽ chú tâm vào nhiều hơn về hàng chính hãng. Quay trở lại một tí về lịch sử thì thông thường với thị trường Việt Nam ở những năm trước chúng ta sẽ được nhận những cái chiếc iPhone chính hãng VNA sau cái thị trường Tier 2, có nghĩa là cái thị trường của Singapore này, của Thái Lan, là đến tận 1 tháng, có nghĩa là họ được bán vào khoảng đầu tháng 10, thì chúng ta phải tầm là đầu tháng 11 thì chúng ta mới có thể có những cái chiếc iPhone mới gia nhập tại thị trường Việt Nam với mã là VNA, mã chính hãng. Và ở năm 2021 thì cái thời gian này nó rút ngắn còn khoảng là 3 tuần, mình nhớ là tầm gần cuối tháng 10 là chúng ta đã có những cái chiếc iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, gần như là những cái chiếc máy này hàng VNA đã về vào giữa hoặc là cuối tháng 10 rồi. Và với cái chỉ số báo cáo của Apple và họ công bố trong năm nay thì rất có thể hiện tại Việt Nam đang ở cái Tier 3, có nghĩa là ở cái mức khá là thấp về doanh số của Apple. Và trong cái báo cáo của Apple thì năm 2022 thì thị trường Việt Nam có thể là vượt hơn cả Thái Lan, thì ngay lập tức thị trường Việt Nam sẽ được nâng lên là Tier 2, có nghĩa là chúng ta sẽ ngang hàng với lại là Singapore này, với lại Thái Lan này, và Việt Nam sẽ nằm chung hàng với nhau. Và khi mà được cái chính sách như vậy thì những cái chiếc máy hàng VNA sẽ được về Việt Nam một cách sớm hơn nữa các bạn ạ. Có thể là từ 3 tuần sẽ rút ngắn còn 2 tuần, và những năm sau đó thì có thể là chúng ta sẽ có hàng giống như thị trường Singapore, thị trường Thái Lan đó, ở Đông Nam Á. Rồi, thêm một cái tin vui nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là ngay ngày hôm nay thì có một cái thông tin, đó chính là một cái vị CEO Grab ở Việt Nam cũng đã đầu quân cho Apple Việt Nam. Thì đây là một cái thông tin cực kỳ là tốt, tại vì ở thị trường Việt Nam thì cũng đã có những cái sếp người Việt Nam để có thể nắm cái thị trường này rồi, và họ hiểu rất rõ về việc là người Việt Nam cần gì ở Apple và người Việt Nam cần những cái chiếc iPhone như thế nào. Và những cái thông tin về doanh số này, rồi là về nhân sự ở tại thị trường Việt Nam đã cho chúng ta lóe lên một cái hy vọng, đó chính là Apple họ đã quan tâm nhiều hơn ở thị trường Việt Nam rồi. Tuy nhiên cái câu hỏi tiếp theo đó chính là người dùng sẽ nhận được gì nếu như Apple thực sự họ muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Và cái điều đầu tiên là họ sẽ bỏ tiền marketing nhiều hơn. Các bạn có thể thấy ở thời điểm hiện tại, các bạn đi ở ngoài đường chẳng bao giờ các bạn thấy một cái banner nào quảng cáo là của Apple cả. Nhưng nếu như họ thực sự quan tâm tới thị trường của chúng ta thì họ sẽ bỏ tiền marketing, và từ đó thì họ có thể tăng được cái doanh số iPhone ngay tại thị trường Việt Nam này. Và cái thứ hai, khi mà Apple họ quan tâm nhiều hơn về thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có những cái chính sách ưu đãi về mua bán hàng nè, rồi là về bảo hành nó cũng tốt hơn. Thông thường khi mà các bạn mua những cái chiếc iPhone xách tay á, các bạn đến Apple, các bạn đến ASB để các bạn có thể tiến hành bảo hành, thì các bạn cần phải có nào là số điện thoại nè, các bạn cần phải có hóa đơn gốc. Thì khi mà Apple họ bán hàng chính hãng ở tại thị trường Việt Nam, các bạn bảo hành nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Các bạn chỉ cần mang ra ASB, đọc cái email, đọc cái số điện thoại, cái thông tin cá nhân của bạn một tí thôi thì chúng ta đã check được cái chiếc máy nó rồi, không cần phải có hóa đơn. Rồi, và về mua bán hàng thì nó cũng sẽ rất là tiện lợi, tại vì các bạn đều biết ở Việt Nam, thị trường Việt Nam được sinh ra là nhờ những cái nhà cung cấp, những cái cửa hàng nhỏ, và họ bán từ từ những cái sản phẩm của Apple, rồi là nâng lên từ từ bán hàng xách tay và sau đó là nâng lên thành hàng chính hãng. Cho nên cái thị phần của những cái nhà bán lẻ ở Việt Nam cực kỳ là lớn, và Apple họ sẽ không thể nào bỏ qua cái thị phần này. Chính vì vậy họ sẽ có rất là nhiều những cái chế độ ưu đãi có thể kết hợp với nhà bán lẻ để làm giảm giá cái iPhone xuống. Và như các bạn thấy, từ đời iPhone 12 series, từ đời iPhone 13 series, khi mà Apple họ đã cho phép các nhà bán lẻ thực hiện cái đối tác AAO của họ, thì cái giá iPhone chính hãng ở Việt Nam thực sự nó mềm hơn rất rất là nhiều đó các bạn ạ. Các bạn nhớ một con iPhone 13 Pro Max ở thời điểm tháng 10 năm 2021, và khi đó thì hàng chính hãng và hàng xách tay đó cùng nằm trên thị trường, thì những cái con máy hàng chính hãng V&A thậm chí nó có giá còn thấp hơn cả với hàng xách tay nữa các bạn ạ. Và gần như là mọi người đều đã dần chuyển hướng lên mua hàng chính hãng, có thể là đợi thêm 1-2 tuần nữa nhưng chúng ta có một con máy ngon lành hơn, có một con máy chính hãng V&A, có chuyện gì đi bảo hành cũng dễ hơn, và rất là nhiều những cái ưu đãi của các cái nhà bán lẻ và đã được giảm cho người dùng, trừ thẳng vào giá luôn hoặc là tặng quà. Đó cực kỳ là ngon lành. Và cái câu hỏi cuối cùng đó chính là có một cái Apple Store nào ở tại Việt Nam hay không? Đây là một cái câu hỏi mà người dùng đã thắc mắc rất là lâu rồi, vài năm nay rồi, và truyền thông thì họ cũng nói rất là nhiều về việc là Apple họ đang tìm một cái mặt bằng để mà họ có thể mở một cái Apple Store. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một cái thông tin chính thức nào về cái việc này. Và các bạn đều thấy ở trên thế giới, Apple Store nó sẽ sở hữu hai cái điểm: một là kiến trúc rất là độc đáo, hai là diện tích cực kỳ là lớn. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hai cái trung tâm lớn ở tại Việt Nam thì đều có những cái mặt bằng để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu này của Apple. Tuy nhiên, một điểm mà mình vừa kể với các bạn đó chính là thị trường Việt Nam lớn lên là nhờ những cái chuỗi bán lẻ, và Apple họ sẽ không thể nào mà họ bỏ qua cái miếng bánh này được. Cho nên những cái nhà bán lẻ họ sẽ làm mọi cách để mà có thể có một cái mức giá tốt nhất và đủ sức để cạnh tranh với Apple Store. Và lúc đó Apple Store không phải là một cái điểm bán hàng chính của Apple nữa, mà sẽ là nơi để mà người dùng có thể đến và trải nghiệm những cái sản phẩm Apple một cách đầy đủ nhất. Và các bạn có thể tham khảo giá, các bạn có thể test, các bạn có thể sử dụng tất cả những cái dịch vụ của Apple, và sau đó các bạn ra những cái cửa hàng bên ngoài mua thì cũng chẳng sao cả. Ở đâu có mức giá tốt hơn, chế độ bảo hành giống nhau thì chúng ta mua thôi, đúng không? Và đó chính là ba điểm mà người dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi mà Apple họ quan tâm nhiều hơn tới thị trường Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt ở thời điểm hiện tại thì những cái thông tin về doanh số này, những cái thông tin về nhân sự và những cái thông tin về Apple họ chuẩn bị tìm mặt bằng để mà mở Apple Store, và tất cả những cái hoạt động mà Apple họ đã làm, họ đã kết nối với những cái đối tác ở Việt Nam trong vòng 2 năm nay, thì đây là những cái thông tin cực kỳ là tốt. Và mình hy vọng rằng ở tháng 10 tới đây, khi mà iPhone 14 ra mắt, thì ở tại Singapore thông thường sẽ được bán vào đầu tháng 10, thì có thể là Apple sẽ bán ở tại thị trường Việt Nam những cái mã máy V&A vào khoảng ngày 10 tháng 10 cho đến ngày 15 tháng 10. Chúng ta sẽ rút ngắn
cái khoảng thời gian đợi máy từ 3 tuần xuống còn 2 tuần. Đây là điều mà mình mong muốn. Và ở những cái năm tiếp theo á, thì có thể là Việt Nam sẽ được bán cùng thời điểm với những cái nước như là Singapore và Thái Lan. Đây là một điều rất tuyệt vời. Người Việt Nam vẫn có thể sở hữu những cái chiếc iPhone mới nhất ngay tại thị trường Việt Nam và chúng ta không cần phải đi sang những cái nước khác xếp hàng làm gì cả. Ok, và đó sẽ là tất cả những cái thông tin mà mình muốn mang tới cho các bạn trong video lần này. Và các bạn mong đợi gì khi mà Apple họ quan tâm nhiều hơn tới Việt Nam của chúng ta thì bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.